Để góp phần tăng năng suất, sản lượng lương thực của cả năm, trong vụ mùa 2023, ngành nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khuyến khích bà con đưa các giống lúa có năng suất, chất lượng cao vào gieo trồng và kết hợp sản xuất theo phương pháp hữu cơ nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và môi trường đồng ruộng. Ngoài ra, chỉ đạo ban quản lý các công trình thủy lợi thường xuyên kiểm tra, rà soát các công trình thủy lợi, hệ thống kênh mương, khơi thông dòng chảy, đảm bảo nguồn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất của bà con và chủ động phòng chống ngập úng khi có mưa lớn xảy ra.